Thưa quý vị, tính đến sáng hôm nay mùng 1 tháng 3, hầu hết các địa phương trên cả nước đã cho học sinh, sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ Tết kéo dài để phòng tránh dịch COVID-19. Trong số này có cả thành phố Hồ Chí Minh, nơi có tới hơn 1,74 triệu học sinh và là vùng dịch lớn thứ 3 cả nước trong đợt dịch bùng phát vào cuối tháng 1 vừa qua. Yêu cầu quan trọng được các nhà trường quán triệt ngay từ đầu là vừa thực hiện kế hoạch giảng dạy, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Hôm nay, hơn 1,7 triệu học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh đã quay trở lại trường học sau 27 ngày nghỉ Tết Tân Sửu và phòng chống COVID-19. Với các em học sinh, ngày trở lại trường rất vui vì được gặp bạn bè, thầy cô. Còn với các phụ huynh thì từ hôm nay con sẽ trở lại môi trường học tập nề nếp quy củ. Rất là vui khi gặp lại thầy cô bạn bè với lại đi học lại. Nói chung là cũng giải bớt được tâm lý rồi phải có người trông bé vậy đó. Nên là cũng dịch thì cũng hết nên là trở lại trường cũng thấy rất an toàn. Thực tế các trường đã có kinh nghiệm ứng phó qua nhiều đợt dịch nên các biện pháp phòng chống dịch luôn được thực hiện xuyên suốt cả năm. Nguyên tắc 5K nơi học đường được thực hiện giáo diết, không tập trung trò cờ đầu tuần, tổ chức ăn bán trú trong lớp, học sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường là một số biện pháp được ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh áp dụng khi học sinh đi học trở lại. Không có thực hiện tập trung chào cờ toàn trường như mọi khi mà sẽ tiến hành chào cờ ở trên từng lớp học, giờ vào học hay là những cái giờ ra về thì chúng tôi cũng có những cái thực hiện những cái giãn cách và những cái phân luồng để mà làm sao đảm bảo cái việc mà không tập trung đông người. Vừa siết chặt phòng dịch, các trường cũng siết chặt công tác dạy học, nhìn nhận chất lượng tiếp thu bài học qua Internet ở từng trường. Lớp có sự chênh lệch bởi nhiều yếu tố khách quan. Hàng loạt trường, giáo viên đã lên kế hoạch ôn tập, phụ đạo, giúp học sinh lấp lỗ hổng kiến thức. Trong tuần đầu tháng 3, các trường sẽ rà soát học sinh, ôn tập lại các bài trong 2 tuần học trực tuyến. Với các trường học 2 buổi, giáo viên được chủ động sắp xếp giờ học để vừa ôn bài cũ, vừa dạy bài mới theo tiến độ. Tuần này thì các con sẽ là bắt đầu vào chương trình của tuần 24. Bên cạnh dạy tiếp cái chương trình tuần 24 thì các thầy cô sẽ ôn tập lại cái chương trình tuần 22 mà tuần 23 mà vừa rồi khi các con nghỉ học á, các con học trên Zoom. Thì bây giờ các thầy cô sẽ nhân cái tuần này các thầy cô vừa ôn và vừa dạy tiếp cái tuần 24. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, vì học sinh trở lại trường từ tuần học này nên kế hoạch thời gian năm học cơ bản chưa có sự thay đổi. Hiện các trường học tại thành phố Hồ Chí Minh đều chú trọng thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo chất lượng giáo dục vừa phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, các trường cũng chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản khác nhau để thích ứng trong mọi tình huống. Như vậy là sau kỳ nghỉ Tết kéo dài một tháng về dịch bệnh, đến nay chỉ còn hai địa phương là Hải Dương và Hải Phòng chưa cho học sinh trở lại trường. Còn ở bậc đại học cao đẳng, trong khi nhiều trường vẫn tiếp tục học trực tuyến cho đến giữa tháng 3, thì trong sáng nay, một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu cho học sinh, sinh viên quay lại học tập trung sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Dù thành phố đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, nhưng các trường vẫn rất cẩn trọng để bảo đảm an toàn cho sinh viên. Ghi nhận tại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, một trong số ít các trường đại học cho sinh viên học tập trung trong sáng nay mùng 1 tháng 3. Mỗi sinh viên được khuyến khích ngồi giãn cách nếu sĩ số và diện tích lớp học cho phép. 5K được xem là nguyên tắc bất di bất dịch được trường Đại học Nông Lâm và nhiều trường đại học khác thực hiện xuyên suốt mùa dịch COVID-19. Với nhiều sinh viên, được quay lại giảng đường sớm hơn dự kiến đã khiến các em vô cùng phấn khởi. Năm nay ăn Tết nó cũng không dài bằng năm ngoái. Rất là vui tại vì khi nghỉ Tết là em mất hết kiến thức, bị giống như mình bị thiếu một kiến thức, mình quên tất cả các bài mình đã học. Em đi lên đây em cũng sợ là em đi tàu, em sợ là lên đây là sẽ gặp những người dịch từ vùng dịch đi về. Lên đây em cũng phải cách ly 14 ngày. Với khoảng 22.000 sinh viên đang hoạt tập tại các cơ sở trường Đại học Nông Lâm tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện nhà trường cho biết công tác khai báo y tế đã được thực hiện trước ngày sinh viên trở lại. Được biết có khoảng 38 sinh viên ở vùng dịch Hải Dương của Quảng Ninh. Tuy nhiên, rất may là những em này đều quyết định không về quê mà ở thành phố Hồ Chí Minh. Điều này cũng khiến nhà trường phần nào yên tâm. Học trực tuyến vẫn có một số những cái tiện ích nhất định. Tuy nhiên, việc mà trở lại trường để học, đặc biệt là những cái môn học đi vào cái chuyên ngành
thì nó sẽ có những cái giá trị nhất định của nó. Trong thời gian vừa rồi, kể cả dịp Tết và ra Tết, nhà trường đã tổ chức và tất cả các cái bộ phận, các cái hệ thống chính trị của nhà trường, các cái tổ chức đoàn hội với bộ phận phục vụ ký túc xá, giảng đường đều nỗ lực rất là cố gắng để có thể tạo một cái môi trường tốt nhất cho sinh viên, cho các em khi mà quay trở lại trường. Còn tại ký túc xá của trường đại học này, thống kê sơ bộ đã có khoảng hơn một nửa sinh viên quay trở lại. Dự kiến hết hôm nay, sinh viên các tỉnh thành sẽ có mặt để học tập trung trong những ngày tới. Ban quản lý đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chặt công tác tuyên truyền, giám sát và update thông tin liên tục về tình hình dịch bệnh đến sinh viên sinh sống tại ký túc xá. 1 tháng 3 là bắt đầu ngày đầu tiên học lại, thì các em sinh viên ở các tỉnh khác nhau về hay là ở thành phố cũng vậy, khi vào ký túc xá đều thực hiện giống nhau cả, là đó là tờ khai báo y tế. Ở mỗi cư xá đều có một cái group Zalo để tuyên truyền cho các em về những cái khuyến cáo của Bộ Y tế hay là các văn bản của nhà trường về phòng chống dịch, đều được trực tiếp là truyền qua những cái file Zalo đó cho các em, dù các em ở đâu đều được nắm được tình hình. Hiện các trường đại học khác cũng đang chuẩn bị để đón sinh viên quay lại. Nếu không có nhiều thay đổi thì từ tuần sau, hàng loạt sinh viên của các trường đại học cao đẳng còn lại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức học tập trở lại. Sáng mai ngày 2 tháng 3, gần 2 triệu học sinh các cấp học của Hà Nội sẽ trở lại trường, chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với mọi diễn biến của dịch COVID-19, bảo đảm an toàn cho học sinh trong mọi tình huống là quyết tâm của các trường học trên địa bàn thủ đô. Trường tiểu học Xuân Phương Hà Nội, nơi từng được sử dụng làm địa điểm cách ly tập trung, đã hoàn thành việc phun khử khuẩn, tổng vệ sinh toàn bộ trường. Nhà trường từng có một học sinh lớp 3 mắc COVID-19. Học sinh này đã ra viện, tuy nhiên vẫn trong thời gian cách ly nên chưa trở lại trường vào ngày mai. Em sẽ tiếp tục học trực tuyến. Trường đã phân công cô giáo chủ nhiệm cùng với 6 cô giáo của khối 3 sẽ liên tục dạy em trong các buổi tối để em đảm bảo việc tiếp thu kiến thức cũng như là ôn tập lại những kiến thức mà em còn thiếu, cảm thấy hỏng. Và với gia đình thì chúng tôi sẽ hàng tuần trực tiếp tôi hoặc là thầy hiệu phó có thể đến thăm gia đình và hỏi han về tình hình sức khỏe cũng như là động viên con là tích cực học tập. Các cô và các bạn luôn luôn nhớ con. Cũng trong ngày đầu tuần này, nhiều đoàn công tác của Hà Nội đã kiểm tra việc chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Tại trường mẫu giáo Tuổi Thơ, các lớp học, khu vui chơi, khu nấu ăn bán trú đã được phun khử khuẩn và vệ sinh sạch sẽ. Đến 6 giờ sáng mai, toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sẽ tổng vệ sinh lại một lần nữa để 7 giờ sáng đón học sinh đến trường trong điều kiện an toàn phòng chống dịch đảm bảo theo quy định. Để phụ huynh hỗ trợ phối hợp với nhà trường khi đưa trẻ đến lớp, và phụ huynh cũng phối hợp đo thân nhiệt cho trẻ trước khi đến lớp, cũng như là các cô giáo sẽ đón trẻ đo thân nhiệt tại lớp buổi sáng, sát khuẩn tay và buổi chiều trước khi ra về. Để đảm bảo là mỗi lớp cũng có từ 20 đến 25 cháu, nên là cái điều kiện để cho các con có những cái khoảng cách giãn cách trong các cái quá trình hoạt động rất là tốt. Tại trường tiểu học Thăng Long, công tác khử khuẩn, vệ sinh được thực hiện khẩn trương theo đúng quy định. Trường bố trí một phòng cách ly đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Nhà trường cũng sẽ dạy học 2 buổi tổ chức bán trú vào ngày mai. Trường tiểu học Thăng Long có một đặc điểm rất là đặc biệt là có một phòng ăn riêng. Thế cho nên là các con sẽ được chia làm 2 ca, di chuyển đến phòng ăn và làm sao đảm bảo cho các con thức ăn vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thức ăn nóng sốt. Và cái việc chia làm 2 ca như thế thì cũng giãn cách được học sinh trong quá trình các con ăn uống và học tập tại trường. Chúng tôi cũng đã xây dựng các cái kịch bản hết sức là cụ thể. Đó là gì, cái phương pháp là gì, vừa đảm bảo phòng dịch như vừa dạy học. Với những cái thời điểm như vừa rồi thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo đối với các trường học là dạy trực tuyến online, để làm sao đó các cháu vẫn duy trì được cái công tác phòng dịch, không phải tới trường, nhưng chất lượng dạy và học thì vẫn đảm bảo. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường ổn định nền nếp dạy, học ngay từ buổi học đầu tiên khi học sinh trở lại trường. Rà soát, củng cố, bổ sung kiến thức đã học qua Internet, đồng thời triển khai bài dạy mới theo đúng chương trình, bảo đảm hoàn thành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, học sinh các cấp tại các địa bàn có dịch vẫn chưa biết chính xác thời gian được quay trở lại trường học. Trong đó tại Hải Dương, học sinh có thể nghỉ tới giữa tháng này. Để không gián đoạn chương trình, học trực tuyến sẽ vẫn được duy trì. Toàn tỉnh Hải Dương có 467.000 học sinh ở các cấp học. Tính đến ngày 25 tháng 2, tổng số ca mắc COVID-19 của Hải Dương là 636, trong đó có 225 người khỏi bệnh. Hiện Hải Dương có 59 cơ sở giáo dục được trưng dụng làm địa điểm cách ly tập trung. Tỉnh này tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 17 tháng 3 năm 2021. Trong thời gian nghỉ đến trường, tập trung để chống dịch, các trường học tiếp tục học trực tuyến. Còn 59 trường đang là cái trưng dụng rồi là điểm cách ly. Trường học online thì cũng đã tương đối nền nếp rồi. Hôm vừa rồi thì mình đã họp trực tuyến thì đề nghị là một là mình sẽ phải bố trí khung giờ sao cho kết hợp được với phụ huynh, chứ không để các cháu tự học. Tầm buổi tối và cũng chỉ dạy một tiếng thôi chứ không nên dạy nhiều. Mà gần hẳn thì nó lại quên mất bản tính. Lớp 1 mà không có các bố mẹ thì không thể thực hiện được. Trong khi đó tại Hải Phòng, trong cuộc họp Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng với các quận huyện vào ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để dự kiến cho học sinh trở lại trường vào ngày 8 tháng 3. Trong thời gian tạm dừng đến trường, học sinh Hải Phòng thực hiện việc học trực tuyến. Với học sinh tiểu học khối 1-2 dừng học trực tuyến, giao bài theo nhiều hình thức khác nhau tùy điều kiện các trường. Học sinh khối 3-4-5 ôn tập trực tuyến, không dạy kiến thức mới. Các trường tổ chức ôn tập kiến thức cũ, dạy kiến thức mới theo chương trình kế hoạch giáo dục của trường ngay khi học sinh trở lại, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hoàn thành chương trình các môn học theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại tỉnh Quảng Ninh, các cơ sở giáo dục trên thị xã Đông Triều tiếp tục triển khai các hoạt động quản lý, điều hành, giảng dạy, học tập, trực tuyến, giao bài tập, học qua truyền hình, theo các hướng dẫn đã ban hành trước đó. Tại tỉnh Nghệ An, để triển khai an toàn đồng bộ kế hoạch học kỳ 2 năm học 2020-2021, ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường học và cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh chủ động kích hoạt các biện pháp phòng dịch tùy vào tình hình thực tế, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K. Là một trong những trường học ở xa trung tâm thành phố Vinh, nơi có phần lớn phụ huynh làm nghề kinh doanh, buôn bán trong và ngoại tỉnh, nên trước khi quay trở lại trường học, trường trung học cơ sở Nghi Ân đã thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Trong đó, tập trung làm tốt việc khai báo y tế để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước khi là vào trường thì chúng em có tiến hành các đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, rồi khi giao tiếp giữa các học sinh thì chúng em thường xuyên sử dụng khẩu trang để phòng dịch. Sau khi mà thông qua giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu ở các gia đình mà có con em là hoặc là người thân đi học từ các cái vùng dịch về thì chúng tôi trước hết là lập tức cho học sinh đó nghỉ học trong vòng là 14 ngày để là phòng chống dịch. Thứ hai nữa là yêu cầu tất cả các em là phải khai báo y tế ở tại trạm y tế của xã. Trong kỳ học này, các trường tạm dừng tất cả các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, tập trung đông học sinh, tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các trường học áp dụng hình thức bán trú. Thực hiện nghiêm túc cái cơ sở đào tạo về an toàn phòng chống dịch bệnh và đồng thời triển khai các cái biện pháp về tiêu độc, khử trùng, làm công tác như thế là khử khuẩn tại tất cả các cơ sở đào tạo, bố trí đầy đủ các cái phương tiện để chúng ta phòng chống dịch bệnh, đó là truyền thông cho cán bộ, cho giáo viên, cho học sinh hiểu rõ về cái thông điệp 5K. Đến thời điểm hiện nay, Nghệ An chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, ngành giáo dục Nghệ An cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án, không để chương trình dạy học bị gián đoạn.